chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài 122 phép nhân phân số, trang 43 và bài tập môn toán lớp 4 tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nhá. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em đã sẵn sàng rồi thì nhớ là chúng ta luôn có hai cái bảo bối, đó là cuốn tập hay còn gọi là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để làm bài nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta. Bài số 1, họ yêu cầu mình tính theo cái mẫu. Và chúng ta thấy này, cái mẫu họ làm đây. 2 phân số 4/5 nhân với 3/7. Đó, vậy thì các em rở cái cuốn tập hay cuốn vở ghi nhớ của mình ra thì chúng ta biết được cách để chúng ta nhân hai phân số với nhau thì dễ nhất, đúng không? Đó là chúng ta sẽ lấy tử nhân với tử, tức là tử của phân số thứ nhất là 4 này, nhân với tử của phân số thứ hai là 3, và mẫu phân số thứ nhất là 5 nhân với mẫu phân số thứ hai là 7. Vậy thì họ nhân 4 nhân với 3 trên 5 nhân 7 và kết quả được chưa? Đó, vậy thì đây là một trong những cái dạng toán dễ nhất luôn trong các dạng phân số, đúng không? Và chúng ta sẽ áp dụng và làm câu A. Phân số thứ nhất là 4/9, phân số thứ hai là 1/3. Vậy thì chúng ta sẽ bằng gì? Tử của phân số thứ nhất là 4 nhân với tử của phân số thứ hai là 1 trên mẫu phân số thứ nhất là 9 và mẫu của phân số thứ hai là 3. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ việc nhân mà thôi. Sẽ bằng bao nhiêu? 4 nhân 1 bằng 4, 9 nhân 3 bằng 2, 20, 27. Được chưa? Đó, vậy thì kết quả của câu A sẽ là 4/27. Được chưa? Rồi đến câu B. Trong trường hợp nữa thì có thể thầy cô các em sẽ yêu cầu rút gọn thêm. Nếu mà 4/27 thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta có thể rút gọn mà không rút gọn được. Vậy thì đây là phân số chúng ta tối giản rồi, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu B. Câu B đây chúng ta sẽ bằng tử của phân số thứ nhất là 1 nhân với tử phân số thứ hai là 3 trên mẫu phân số thứ nhất là 1 nhân với mẫu của phân số thứ hai là 8. Và chúng ta sẽ bằng mấy? 3 nhân 1 là 3, 5 nhân 8 sẽ bằng 4, 40. Chưa? Đó, dễ như ăn tương, đúng không? Tiếp theo, 1 nhân 1 trên 9 nhân 2. Rồi sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 1/92 là 10, 18. Được chưa nào? Đó, rất là đơn giản, đúng không? Rồi chúng ta đến với bài số 2. Bài số 2 người ta yêu cầu mình rút gọn rồi sẽ tính theo cái mẫu. Mẫu họ cho mình này, 7/5 nhân với 2/6. Vậy đây sẽ bằng 7/5 này. 2/6 này người ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho 2 thì còn là 1/3. Vậy thì đến đây thì lại giống như bài số 1, sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân với mẫu và bằng 7/15. Rồi, giờ chúng ta áp dụng ta làm nè. 5/15 với 3/18. Vậy chúng ta thấy phân số 5/15 chúng ta có thể rút gọn được, đúng không? Ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 5. Đúng không? 5 chia cho 5 thì sẽ được 1, 15 chia cho 5 được 3, đúng không? Đó. Vậy thì sẽ là 1/3 nhân với 13/8, ta giữ nguyên này. Đó, ta rút gọn rồi mới tính, đúng không? Rồi, bây giờ sẽ bằng 1 nhân 13 trên 3 nhân 8. Được chưa? Chúng ta sẽ có kết quả bằng 13/3 nhân 8 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 24. Được chưa? Đó, vậy thì đây là kết quả của câu A nhé.
Tương tự như vậy câu B này, chúng ta thấy phân số 11 phần 7 thì không rút gọn được, nên ta giữ nguyên này. 11 phần 7 giữ nguyên nhân 6 phần 8, chúng ta sẽ rút gọn được là chia cả tử và mẫu cho 2. Vậy thì 6 chia cho 2 sẽ được 3, 8 chia cho 2 được 4, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhân lên thôi, sẽ bằng 11 nhân 3 trên 7 nhân 4. Rồi, và chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 11 nhân 3 sẽ là 33, 7 nhân 4 bằng 2, 28. Được chưa? Rồi, ta đến với câu C nhé. Cũng tương tự như câu A, câu B thì câu C chúng ta thấy nè. Phân số 6 phần 9 này chúng ta rút gọn được không? Rút gọn được. 2 phần 8 ta có rút gọn được không? Cũng rút gọn được luôn. Đó, vậy thì ở đây tùy theo các em có thể rút gọn cả hai phân số này luôn cũng được nha. Vậy thầy sẽ làm theo hướng là chúng ta sẽ rút gọn cả hai phân số luôn nha. 6 phần 9 nè. 6 phần 9 thì chúng ta sẽ bằng chia cả tử và mẫu cho 3. 6 chia cho 3 sẽ được là 2. 9 chia 3 được 3. Nhân với nè. 2 phần 8 chia cả tử và mẫu cho 2. 2 chia 2 được 1. 8 chia cho 2 được 4. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 2 nhân với 1 chia 3 nhân 4. Và bằng bao nhiêu kem nhỉ? 2 nhân 1 là 2. 3 nhân 4 thì bằng 12. Vậy thì 2 phần 12 chúng ta có thể rút gọn được tiếp tục. Nó sẽ bằng 1 phần 6. Ta chia cả tử và mẫu cho 2. Rồi, xong bài số 2 nhá. Chúng ta đến với bài số 3. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 8 phần 9 mét và chiều rộng là 7 phần 11 mét. À, vậy thì cái này chắc chắn là không cần phải phân tích, không cần phải cái gì nữa nhỉ. Ta chỉ cần áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật vào đây thôi. Vậy chúng ta sẽ trả lời ngay. Diện tích hình chữ nhật đó là, ta sẽ làm luôn nhá, diện tích hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật đó là, đó ta sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng chiều dài là 8 phần 9 nhân với chiều rộng là 7 phần 11. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc thực hiện phép nhân này thôi. 8 phần 9 nhân với 7 phần 11, ta sẽ lấy tử nhân với tử và mẫu nhân với mẫu, sẽ bằng 8 nhân 7 trên 9 nhân 10 11, đúng không? 8 7 = 50 6, 9 trên 11 là 90 99. Vậy thì nó sẽ bằng 56 phần 90 19, đơn vị đây là mét vuông, và chúng ta sẽ có đáp số sẽ là gì? 56 phần 99 mét vuông. Được chưa? Rồi, chúng ta thực hiện xong bài số 3 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 4 nào. Bài số 4 họ yêu cầu mình khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Đó, khoanh vào cái chữ đặt trước câu trả lời đúng. Tích của 1 phần 2 và 1 phần 4. Tích của 1 phần 2 và 1 phần 4 tức là gì? 1 phần 2 nhân với 1 phần 4. Vậy thì chúng ta sẽ bằng mấy nhỉ? Sẽ bằng 1 nhân với 1 trên 2 nhân với 4, đúng không? Thì sẽ bằng 1 phần 2 nhân 4 là 8. Như vậy, tích của 1 phần 2 nhân 1 phần 4 sẽ là 1 phần 8. Rồi, ta thấy 1 phần 6, 2 phần 6, 2 phần 8, D. Vậy thì đây chính là đáp án đúng của chúng ta, là đáp án D. Được chưa?
Rồi, như vậy thì đến đây trong ít phút thầy và các em đã thực hiện xong cái bài số 122 là phép nhân phân số. Và như thường lệ, đến cuối mỗi một cái video các em nhớ hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều bạn bè nhé. Rồi, tạm biệt các em.